Dạ, em xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay em giới thiệu hai mã bộ nồi là bộ nồi của quay đi 100 Future 1 và quay Thái và những quay Trung Quốc đều xài chung một đồ bộ nồi, đó là bộ nồi Rim Quay. Rồi em sẽ giới thiệu thêm bộ nồi của quay S10 mang nhãn hiệu là K09. Thì trước tiên á, thì bên em bán những bộ nồi là 970.000, là gồm những cái cụm chuồng heo sau là chính hãng và những cái cục bố ba cục này là Nissin. Thì nên cô chú an tâm, mình bán nguyên cái cụm sau là chính hãng. Thì đây là mình giới thiệu nguyên cái cụm sau là chính hãng, để mình chắc một cái cụm cho cô chú anh chị xem trực tiếp những cái cụm sau là chính hãng nha. Đây những cái cụm sau, nghĩa là cụm chuồng heo sau là chính hãng. Thì hiện giờ mình đang bán những cái cụm chuồng heo sau á, mình có bán lẻ luôn nha cô chú anh chị. Thì bán lẻ cụm chuồng heo sao là 550.000 một cụm nha cô chú anh chị. Thì đây là cái mã mới nè. Cái mã mới thì nó sẽ mang cái nhãn hiệu là KF22110 KFM 900. Thì cái mã này vẫn là cái mã cũ các bạn, nhưng mà cái bao bì mới thôi. Đây là đóng cái giấy nhựa, giấy bóng mờ á, bóng mờ chứ không phải là bóng trong. Còn những cái mã mà em nhập trước á là đóng cái giấy hai lớp lận các bạn. Một lớp là giấy nhập, xong rồi tới là lớp giấy bóng, bao mũ bóng. Thì như thế này. Thì cái cụm này em còn số lượng ít lắm nha các bạn. Thì còn vài cụm nữa thôi. Thì tất cả các bộ nồi bên em bán á là cụm sao, là em sử dụng cụm chính hãng nên chất lượng rất là cao. Chất lượng là chính hãng. Thì em sẽ cắt cái bộ cụm chính hãng như thế nào, em sẽ đưa cho cô chú anh chị xem. Một cái cụm chính hãng nó là mang cái nhãn hiệu là như thế này nè. Đó. Thì các bạn nhìn camera trực tiếp sẽ không thấy, mà các bạn sẽ lắc xéo xéo lên gì nè, các bạn sẽ thấy được chữ Honda ở chỗ này. Đó là chính hãng. Thì em sẽ cắt trực tiếp một cái cụm như thế này. Em sẽ giới thiệu cái phần giọng nồi sau, người gèo nồi phía sau của đối với cái phần sau. Đó là những cái kiến thức mà em biết được, em sẽ chia sẻ cùng cô chú anh chị thôi. Những cụm chuồng heo sau bóng mờ của chính hãng Honda của mình. Thì Honda của mình và Honda Thái Lan rồi là chung một cái FCC làm. Thì các bạn cứ mua FCC, tại vì FCC giống như các bạn mua Sony hay là Samsung gì đó, sản xuất tại Trung Quốc hết. Các bạn đừng có quan tâm đến cái công ty chính của mình thôi, và quan tâm đến bán đúng hàng cho các bạn hay thôi, người bán có bán đúng hàng cho các bạn hay không thôi. Thì mình sẽ cắt ra cho các bạn xem. Đây là cụm chuồng heo chính hãng. Thì cái cụm chuồng heo chính hãng các bạn, nó các bạn mua gì chỉ lắp cái cụm sau. Đây mình gọi là cái cụm chuồng heo sau, cụm sau đi cho các bạn dễ hình dung. Thì đối với quay ghim 100 nè, rồi ghim Việt, rồi ghim Thái đều sử dụng chung cái cụm này hết nha bạn. Rồi quay Thái Future 1, rồi quay Alpha, tất cả đều sử dụng chung cụm này. Quay ghim Trung Quốc gì đó các bạn sử dụng chung hết cụm này nha bạn, không có gì khác. Thì đối với giọng nồi là những cái bánh răng này nè, đây là những cái phần nhôm, cái phần đế nhôm nè, nó sẽ người ta sẽ đính vô cái phần nhông hú này nè, cái bánh răng này qua một cái tầng cao su dẫn chấn, thì được đính ép với nhau bằng 6 con đinh tán nè, nó sẽ chặt. Khi mình chạy lâu ngày cỡ vài năm thì cái này tự động nó lỏng. Còn hầu như bây giờ hàng mới các bạn không có vết lắc nha các bạn, không lắc. Thì giọng nồi á, lắc dọc và lắc ngang, các bạn lắc dọc nè rồi lắc ngang qua. Nếu có đồ giọng các bạn muốn xài đồ cũ thì bạn tận dụng lại, đóng cao su. Thì mình để ý đóng á, trong vòng mấy tháng nó sẽ lỏng lại nha các bạn, lỏng lại liền. Thì đối với cụm chuồng heo sau chính hãng mình giới thiệu qua. Tất nhiên trên đây sẽ có cái mã số, đó là cái mã số của chính hãng nha các bạn. Rồi trong đây lò xo màu hồng, và trên đây có KFM và đóng ngày tháng sản xuất trên đây. Rồi từng cái lỗ trong đây các bạn nhìn này, có FCC, FCC là gia công. Rồi ngay đây là xài cái bạc đạn mình giới thiệu luôn nha bạn, bạc đạn 6200. Các bạn sử dụng bạc đạn Nachi chính hãng, một cái bạc đạn Nachi xài rất là bền. Còn ở đây nguyên cái bộ này là cụm bố lá thép và hai cái mặt ép nhôm và bốn cái lò xo và cái đế giữ lò xo.
đó, trong đây chính hãng thì nó sẽ có cái lồng đền canh. Thì lồng đền này chính hãng mình có bán là bán, thí dụ bán rời với lô thôi nha các bạn. Thì đây nè, các bạn thấy hàng chính hãng cắt ra thì nó vẫn có những cái phay xước 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 hết nha các bạn. Đó là người ta gia công lại một cái giai đoạn cuối cùng. Thì FCC nè, FCC. Rồi tiếp tục KFL là mang cái mã định danh để sử dụng chung cái bộ nồi đó bạn. Các bạn mở ra thì dù có Thái Lan hay xe gì cũng xài chung bộ này. Bên Thái Lan về hay gì cũng là FCC gia công, lò xo màu hồng nè. Thì mình khuyên các bạn không nên mà đi lò xo độ, tại vì lò xo độ vô số rất là nặng. Thì đây là những bộ nồi quay 100, những lá thép đồ người ta vô rất là chi tiết hết rồi nha các bạn. Đây, lá bố xịn sẽ phay xước xước trên những đường rãnh. Đó, nhiều khi mình thấy các bạn mua những cái bố lá, cái bố lá mà mỗi cái lá đều in chữ Honda, mà dán tem Honda nhưng mà không có phay xước xước, không có FCC như thế này, không có phay xước xước xấu xấu như thế này á, là đó là bố lô. Đó, nguyên cụm này gọi là cụm bố lá. Sao nguyên cụm này mình còn đang có bán lẻ nha các bạn, mình còn một cụm lẻ duy nhất á, tại vì bán cái này khá chạy nên mình cũng không bán nguyên cái cụm này, thì giá là 550 nha các bạn. Đó, thì đây nè, khi người ta vô người ta sẽ quét đồ hết nha các bạn, người ta căn chỉnh đồ hết. Đây là cụm chuồng heo chính hãng, trăm trăm chính hãng nha các bạn, mình lấy từ hãng về thì không có lý nào là hàng giả hàng nhái nha các bạn. Rồi, thì những cái bộ nồi 907 của mình là có những cái gì? Thì chấm 907 của mình thì á, cụm chuồng heo sao là chính hãng nha các bạn. Đây, cụm chuồng heo sao chính hãng. Rồi tiếp theo, thí dụ như là mình đang đi là rim thái là đặc biệt, rim thái các bạn chỉ có cái đầu chuông gia công thôi, chuông gia công là loại tốt nhất nha bạn, loại tốt nhất là hình thức nó thư bên này gọi là chuông đầu dài, chuông có cái cục canh dính liền nè bạn, chuông đầu dài. Thì cái chuông gia công thì các bạn, mình cho các bạn xem cái độ chi tiết, độ sắc nét rất là bóng bẩy nha bạn, từng cái đinh tán luôn. Thì cái này nè vẫn dặn được có chút xíu thôi nha bạn. Đó, khi lắp á các bạn quay cái chiều này nè, nó quay chiều này nè, quay ngược lại không có được đâu nha các bạn, thì nó có quay miếng quay sai quay cũng không được luôn. Đó, rồi xong có chút xíu vậy thôi. Đối với đầu rim thái là gắn vô, rim thái này các bạn triển khai lắp được cho tất cả các xe luôn nha các bạn, không phải là riêng chỉ rim thái không, lắp cho quay game gì á, Future 1 gì lắp được hết nha các bạn. Vì đưa cho thợ lắp thì được lắp nguyên cái này, còn ở trong xe có cái khâu này thì gỡ dục cái khâu ra, tại vì đây có khâu sẵn rồi thì lắp được hết cho nhau. Rồi riêng á, mình sử dụng cái cụm bố của Nissin, cụm bố Nissin mình cũng cho coi luôn, cụm bố Nissin nè. Thì riêng với rim thái là bố dán rất là mỏng nha bạn, từ xưa giờ zin trong xe lấy ra cũng bố rất là mỏng. Cụm bố Nissin đây nè, bao bì Nissin đó các bạn thấy, thì bố nè các bạn nhìn nó dán rất là mỏng, đó là cái hồi xưa giờ đó nó là như vậy rồi đó. Thì các bạn ịnh vô rồi là coi như là hoàn thành cái bộ nồi của rim thái nha bạn. Mình đang bán 970.000, thì các bạn tự suy nghĩ đi, mình bán cụm chuồng heo là 550.000, còn bao nhiêu 970 các bạn trừ lại đi, rồi cái chuông với cái bố thì mình bán lẻ thì sẽ giá cao hơn nha bạn. Đây là coi như là xong cái bộ bố của rim thái, rất là chất lượng nha bạn, rất chất lượng. Còn cái chuông này là tốt nhất thị trường nên bạn an tâm đặt gia công, mình biết đây là hàng quan, hàng của một cái công ty quan chuyên gia công sản xuất cho những cái hàng xịn sò nhất của Honda Trung Quốc. Hàng quan thì anh em thợ biết hàng quan là như thế nào rồi, hàng quan là coi như hàng xịn nhất đó, mình cũng nói thẳng luôn, mình chả giấu giếm cái gì các bạn. Rồi tiếp theo cái bộ quay vẫn sử dụng cụm chuồng heo chính hãng nha bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ làm bộ quay 970.000 tiếp cho bạn xem. Bộ quay thì có những cái gì? Bộ quay thì các bạn xem nè. Bộ quay tiếp tục là cụm chuồng heo chính hãng, đầu chuông quay. Đầu chuông quay chỉ khác đầu chuông rim thái là như thế nào? Thì giọng nội không có giọng được nha các bạn, không giọng không hú được là điền tất nhiên, giọng hú các bạn kiểm cái xe của bạn á. Đa số các bạn bỏ sót rất là nhiều.
thì giọng nồi á, mình ghé thì chưa thấy cái giọng nồi bao giờ. Giọng nồi thì bạn kiểm đây, cái chuông rất là sắc nét nha các bạn. Đó, 970.000 Tết nay mà các bạn có được cái chuông. Đối với cái này nè, các bạn kéo một là kéo lại vậy, hay là thêm một răng cho nó cũng được, tùy các bạn thôi. Này rất là xịn sò nha các bạn. Rồi, đây là cái bộ nè. Rồi một chút cái mình nó sẽ nói tiếp cái hàng chính hãng là như thế nào. Đó, đây là xong rồi các bạn. Cụm dường heo tiếp tục, cụm dường heo chính hãng các bạn. Rồi bố ba cục của Nissin. Tiếp tục bố ba cục của Nissin nè. Bố ba cục của Nissin. Thì Nissin người ta không có tắm dầu thì cái phần này nó xét xét thì không có ảnh hưởng tới chất lượng nha các bạn. Rất là chi tiết, rất là sắc nét. Đó. LK đồ đầy đủ nè. Đó, các bạn về ụp vô thôi. Đó, coi như là 970.000 các bạn có một bộ nồi rất là xịn sò, mình không bao không bao ship rồi nha các bạn. Thì các bạn tự tính ra thì các bạn thấy mình lời đúng cái tiền công đóng gói thôi. Thì bạn thích thì các bạn qua shop khác các bạn mua thôi. Đó, 970.000. Đó là hai cái bộ mình đang giới thiệu cho các bạn. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu một bộ 1.250.000, đó là những cái thương hiệu gia công cho hãng 1.250.000 nha các bạn. Thì 1.250.000 các bạn sẽ có cái gì? Tiếp tục 1.250.000 bạn sẽ có được cụm chuồng heo chính hãng. Cụm chuồng heo chính hãng tiếp nha các bạn. Đây, cụm chuồng heo chính hãng. Rồi tiếp tục là cái chuông. Cái chuông quay 100. Cái chuông quay 100 nha các bạn. Mình sẽ cắt cái chuông quay ra cho các bạn xem. Đây, mình cắt cái chuông quay ra nha các bạn. Đây. Cái chuông quay 100. Thì á, đặc điểm bây giờ mình nói tới cái đồ xịn nha các bạn. Đồ xịn, đồ gia công cho chính hãng là trên cùi chuông có mã số, dù là cái gì, hàng Thái, hàng Indo gì, cùi xuông chuông phải có cái mã số này hết nha các bạn. Mã số nè. Các bạn phải để ý cái mã số trên đây. Đừng lầm tưởng ai mà hàng Thái, hàng gì là không có chuyện đó. Cùi chuông phải có mã số và ba cái mã số trên đây, 1 2 và ba cái mã số. Đó là hàng chính hãng. Hàng này là hàng tương đương chính hãng 100%. Nên á các bạn an tâm cứ xài FCC đi, nó sẽ chỉ đây để khác độc quyền chính trong hãng độc quyền thôi. Đó, cùi chuông có mã số, còn những cái kia là không cùi chuông không mã số nha. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là bố ba cục. Tiếp tục là bố ba cục của FCC. Bố ba cục của FCC nha các bạn. Đây. Càng ngắn này nè, bố ngắn thôi nha các bạn. Càng trọng lượng đều giống nhau, bố ngắn rất là xịn sò nha các bạn. Bố ngắn, mình ráp bố ngắn rất là ngon nên các bạn an tâm. Đó là mình nói. Kinh nghiệm làm nồi mình nói, bố ngắn rất là ngon, chạy rất là mượt, rất là ghiền nha các bạn. Tay ga bây giờ là người ta phải buộc phải chuyển qua bố ngắn. Tay ga các bạn đừng có ham bố dài càng dài càng chết. Đó, đây là cái bộ 1.250.000 các bạn, tương đương chính hãng 100%. Mình phóng cho bạn xem. Đó, 1.250.000, bộ này rất là ngon, rất là chất lượng luôn nha các bạn, không có khác gì chính hãng, nên các bạn lấy cái bộ đó. Đó, đây. Rồi tiếp tục mình sẽ có một bộ chính hãng 1.650.000 nha bạn. 1.650.000. Tiếp tục là cụm chuồng heo chính hãng. Đó. Tiếp tục là cụm chuồng heo chính hãng nha bạn. Bộ rim Thái nè, bộ quay nè, 970. Bộ 1.250.000. Chuồng bố Nissin, cụm chuồng heo chính hãng tương đương chính hãng nên các bạn an tâm. Còn tiếp tục bộ chính hãng là như thế nào, mình sẽ cho các bạn xem. Bộ chính hãng. Thứ nhất là mình cho các bạn xem
cái đầu chuông nguyên đai nguyên kiện là như thế này, đầu chuông chính hãng nguyên đai nguyên kiện mang cái mã 22600 nè, KFL740. Thì cái đầu chuông nó là như thế này, trong cái bao bóng mờ từ xưa tới giờ nha các bạn, bóng mờ là như thế này đó. Trong đây có mã số, thân chuông có mã số và ba cái mã số trên đây, 1, 2, 3 trên đây, 1 nè, 2 và cái mã số trên cuốn chuông. Chính hãng nhập Thái nhập gì phải có mã số trên thân chuông các bạn, tại chung một công ty FCC sản xuất thì dù Thái như thế nào là một cái thân chuông. Rồi tiếp tục mình cho các bạn xem, thì đây là cái cuốn chuông mình đã cắt rồi, đây cuốn chuông mình cắt rồi nè. Thì đây thân chuông cái đường này rất là mạnh và có mã số, mã số đóng không có nhìn không có liền nét nhưng mà nhìn đóng giống như sơ sài vậy đó. Rồi đây có mã số và trên đây có mã số giống như FCC vậy thôi. Nếu các bạn quen mắt các bạn nhìn cái thân chuông, cái cuốn chuông này nè, nó rất là mạnh, nó không phải những cái loại chuông gia công, cuốn chuông rất là mạnh và những cái mã số chung một nơi sản xuất đó, cuốn chuông rất là mạnh và chung có một chung cái mã số nè, mã số này đóng rất là làm sơ sài nha các bạn. Thì đó, đó đặc điểm là như vậy, giống nhau hoàn toàn nha các bạn. Đây mình cho các bạn coi mã số đóng rất là sơ sài đó, thì các bạn thấy từng cái nước nhôm là tương đồng, nhôm là nhôm xăng hết, phay cái chỉ ở đây nó mã số thì đó, FCC tương đương chính hãng, không có chạy đi đâu được nha các bạn, rất là ngon. Tiếp tục bố ba cục của chính hãng, bộ này mình lấy thêm biết cái mẻ bố thì nó chỉ càng dài như thế này nhìn nó rất là đã nè. Đó mẻ thì mình không có bán nha các bạn, bán cho cô chú anh chị còn nguyên đai chưa xé bọc đó, 1.650.000 đó, toàn bộ nhà mình đang bán là như vậy nha các bạn. Cái này chỉ là những cái bộ mình live stream thôi, trên kho mình còn khoảng tầm 50 bộ nha các bạn, nên bạn an tâm đặt hàng mai giao liền, các bạn rất an tâm. Rồi tiếp theo mình cố gắng giới thiệu thêm một cái mã quay ếch nhâm 10 nha các bạn. Rồi ok, mình giới thiệu lại luôn nha các bạn. Mình sẽ giới thiệu lẹ bộ quay ếch nhâm 10. Quay ếch cho 10 cái mã như thế này nha các bạn. Quay ếch cho 10 thì đối với những đời nắp chao quay ếch cho 10, các bạn chuyển qua hết cái mã này giúp mình khuyên chân thành chuyển qua mã 4 lò xo. Mã 4 lò xo nha các bạn. Quay ếch cho 10 nhìn nó giống quay, với nhiều người mua gáp cho quay ghim khi cho 1 đâu có được nha các bạn. Đừng có mua gì gáp. Đây mình cắt ra luôn, livestream luôn. Thì đây là cái bộ quay ếch cho 10 nha các bạn. Đây. Đặc điểm nó là mang nhãn hiệu K09 và tất cả đây là do FCC sản xuất FM nè, thì nguyên cái này mình thấy là giống rồi đó, bạc đạn thì giống nè. Rồi trong cái này thì mình không biết có giống hay không, nhưng mà cái mã số người ta khác thì không lắp được đâu, thì mình không có cần chế cháo gì á. Thì cái bố trong đây đặc biệt là cái bố màu đen nè, cái bố màu đen nha các bạn, bố màu đen nhưng mà bố xịn, những cạnh này phay sức sức hết. Cái lông đền này cũng khác nè, lông đền này gọi lông đông canh, nó vẫn khác hết nha các bạn, từng cái đường nét, từng mã số, trong đây có K09 nè, đó thì nó khác. Thì cái này á thì các bạn mua lắp cho những đời xe nắp chao mà xài lò xo, không có xài lò xo á, gọi là những cái xe mình đời các bạn mở ra không thấy lò xo, vô số cực nhẹ nhưng mà rất là ngon, rất là bắt. Thì đây là cái cụm nồi quay ếch cho 10 nha các bạn. Thì tiếp tục nó là một cái quay ếch 10 thì các bạn mở trong xe ra là bố càng ngắn hết nha các bạn, bố ngắn ngắn như thế này hết là nó là một luôn, thì các bạn an tâm. Đây bố ngắn hết, chi tiết FCC chạy rất mượt các bạn, bắt đầu bước lên quay ếch 10 các bạn càng dán bố càng làm nồi càng chết, thay mới cái cho nó chạy cho tới phu neo phu ít phu mập dán bố chạy không được nha các bạn. Đó thì độ xịn nó dán mỏng dánh vậy nha các bạn, đừng có suy nghĩ gì nhiều, cứ gáp vô là quất thôi. Cái này tương đương chính hãng 100.250.000 nhưng mà tiếp theo là cái cuốn chuông quay ếch. Đây cuốn chuông quay ếch mình cũng, cái này cho mình khỏi cắt đi nha các bạn,
không biết có cắt chưa nữa. Đây nó y chang như quan trăm thôi, mình không biết có gắn được hay không, mình thấy nó giống lắm, giống trăm luôn á. Thì đây nè các bạn thấy từng cái mã số trên đây, từng cái cuốn chuông là có hết. Nếu ai nói hàng xịn hàng dởm, bạn lật cái cuốn chuông ra phải có đóng số hết. Nhưng mà đây đóng số trên cuốn chuông, đóng số này đó, các bạn thấy ẩn gần cái cuốn chuông là phải có số. À, số đây là bộ quay ếch, quay ếch các bạn nhãn hiệu K09, có thể lắp được cho tất cả các đời quay nắp trao, đặc biệt rất là ngon, vô số rất là nhẹ. Những xe mà các bạn đi những đời quay ếch đó, các bạn lọt ra các bạn bỏ hai loại bộ nồi này. Bộ nồi này đang sử dụng cho bộ nồi quay 2022 luôn, quay 110/2022 nha các bạn, rất là ngon, rất là chất lượng. Rồi thì trong đây nè, mình cũng xem cho các bạn xem. Trong đây thì bố mình còn rất là nhiều. Đây là bố, những cái dạng bố như là bố chính hãng nha các bạn, chính hãng bố ba cục. Rồi đầu chuông mình còn rất là nhiều. Đây là bố nè, bố chính hãng. Thì các bạn đặt hàng thì đối với hàng chính hãng mình đang tồn kho khoảng 20 bộ nha các bạn. Và đó những bộ kia thì còn khoảng tầm 50 bộ. Rồi mình sẽ có luôn những cái bộ, những cái bộ nồi quay ếch, quay phiêu neo phiêu mập là mình có hết nha các bạn. Phiêu neo phiêu mập là mình có hết nên các bạn an tâm. Rồi qua clip này mình cũng cảm ơn các bạn đã tin tưởng và mua hàng cái shop HTK của mình. Rồi, mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.